Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt máy xếp thông minh thu trang. Với máy xếp thông minh thu trang thì chúng mình có thể giặt quả bộ, không cần phải tháo màn ra khỏi khung. Đầu tiên chúng mình sẽ làm ấm màn dưới vòi nước. Tiếp theo mình sẽ sử dụng xà phòng để làm sạch vải màn. Bước thứ 3, mình sẽ sử dụng vòi nước để làm sạch màn và xà phòng. Bước cuối cùng là phơi khô màn. Các bạn có thể phơi khô màn với hai chiếc móc như thế này. Nếu nhà ai có không gian rộng, bạn có thể mở màn ra như khi đang sử dụng màn, thì chỉ cần một lúc thôi thì màn sẽ không.